trồng cây nghiêng rồi. Sáng qua, Ban chỉ đạo công tác dân vận huyện Thống Nhất phối hợp với Đảng ủy xã Gia Tân 3 lễ tổ chức ra quân làm công tác dân vận. Các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang xã đã tổ chức trồng 2.500 cây xanh dọc hai tuyến đường chính của ấp Phúc Nhạc 1 và ấp Gia Yên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần để xã Gia Tân 3 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Tại buổi lễ, 250 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Gia Tân 3. Huyện đoàn trao tặng một tuyến đường cờ Tổ quốc cho Tổ an ninh nhân dân số 13, ấp Tân Yên. Tổng trị giá đợt ra quân dân vận lần này là 100 triệu đồng.